Lithuania tăng cường ngân sách cho quốc phòng. Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nausėda cũng cho biết phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP để có thể tổ chức một số lượng lớn hơn quân đội NATO. Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh NATO, tổng thống nước này đã cho biết sẽ tăng cường an ninh để giải quyết các mối đe dọa. Lithuania sẽ dành ra 1,5 tỷ euro tương đương 2,52% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia 2,8 triệu dân để củng cố quốc phòng trong thời gian tới. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói với Reuters rằng đất nước của bà đang đề xuất bổ sung quân đội để bảo vệ các nước Baltic trong trường hợp bị tấn công, nhưng không được đóng quân lâu dài ở đó. Kallas cho biết sẽ xem xét mức độ cơ động của các lực lượng để có thể đề xuất thực tế. Thêm vào đó, việc thiết lập cũng sẽ bao gồm các thiết bị quân đội đến được kho ở Estonia sẽ được cân nhắc. Estonia, Litva và Latvia là một phần của đế chế Nga trước khi tan rã do hậu quả của Thế chiến thứ nhất. Năm 1940, Liên Xô đã sáp nhập bộ ba này và mãi đến năm 1991 mới giành lại được độc lập.